nay Điện Máy Quay xin giới thiệu với các bạn chèo tôm lòng đây với đây 24cm. Chèo thì có thiết kế với tay cầm bằng nhựa rất là chắc chắn. Độ sâu của chèo thì tầm 10cm, giúp chiên xào thoải mái và không bị văng té. Chèo được thiết kế với hai móng gót rất là tiện lợi này. Chất liệu của chèo được làm bằng hợp kim nhôm với 3 lớp chống dính titanium cao cấp, an toàn cho sức khỏe. Và đây là công nghệ độc quyền T1. Khi mà nhiệt độ đủ thì cái điểm báo nhiệt nó sẽ chuyển sang màu đỏ sẫm này. Đáy của chảo có thiết kế tổ ong giúp truyền nhiệt và bắt từ tốt, dùng được cho tất cả các loại bếp. Đây các bạn có thể nhìn rõ này. Trên đây là bài giới thiệu nhanh của mình về chảo sâu nòng Defan Bay Bay. Các bạn có thể truy cập vào trang web điệnmáyquay.com để đặt hàng ngay hôm nay. Xin cảm ơn.